Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Xin lỗi các vị là hồi nãy giờ cái kỹ thuật nó có cái vấn đề, cho nên là vậy mà tôi vào trễ mấy phút. Ai thật sự mà nói thì không có rành về cái việc máy móc, hơn nữa là không có người giúp cho mình, có một mình nó rất là bất tiện, nhưng mà cũng phải rồi cố gắng mà vượt qua. Thưa các vị, hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2018, chúng ta bắt đầu học kinh Di Ma Cật. Cái chương thứ tư là cái chương Bồ Tát. Cái chương này là huynh đệ chúng ta chuẩn bị một cái tinh thần mạnh mẽ, thậm chí bị công kích. Bởi vì nếu mà chúng ta không tìm hiểu, không học hỏi, không rõ ràng á, thì coi như là cái lập luận chúng ta nó lờ mờ, lãng quạng. Hôm nay là kỳ thứ 37. Từ hồi học tới bây giờ mình học tới kỳ thứ 37. Để xin phép quý vị là tôi thử coi tôi tập, tôi đăng cái bài giảng lên cái màn hình trước coi có được không nha. Tại vì có những cái khó cơ đó. Kỳ thứ 37. Thưa các vị, là cái bắt đầu từ bữa nay là học rất quan trọng. Từ hồi trước tới giờ thì cái nào nó cũng quan trọng hết á, tại vì kinh kinh Di Ma Cật này thật chất mà nói thì nếu nói rằng cái kiểu mà nhờ cái kiểu di tâm á, thì tôi không dám đặt ra vấn đề để khác nào Phật tử mê tín, chứ nhờ cái sự kiên trì cố gắng, mà coi như tôi cố gắng để tôi vượt qua, để mà cố gắng để hướng dẫn cho Phật tử cho nó rành rẽ về cái chương này, chứ thật sự là phải đòi hỏi dữ dằn lắm, chứ không phải tự nhiên mà nói được đâu. Cho nên tôi thưa với các vị rằng tôi cố gắng dữ lắm. Có thể tôi đăng được cái bài lên màn hình trước để cho quý huynh đệ thuận việc theo dõi đây. Rồi, vậy là may mắn quá. May mắn là giờ tôi làm được, bởi vì phải tự tự mò mẫm, tự học vậy đó thưa chư huynh đệ. Đây là tôi chân thành. Bởi cho nên đây là một cái khó khăn của tôi lắm. Hồi nhỏ tôi không có nghĩ rằng là mình sau này có cái duyên mà đi hoằng pháp. Thật sự là đối với cuộc đời tôi nó kém may mắn, nói gì kém may mắn hơn với huynh đệ cùng trang lứa. Một là đã trốn gia đình đi tu, rồi ở vùng quê nghèo khó, thì khi lên Sài Gòn đi học đi hành thì lại mình đâu có phương tiện gì đâu. Rồi thế gian họ nói nhất thân gì thế, cũng may là tôi cũng bám níu được một cái chiếc phao nó hơi lớn lớn, cũng còn cái duyên được gửi gắm đi học. Hoàn toàn cuộc đời tôi không nghĩ rằng tôi có khả năng ngồi trên bục giảng để mà hoằng pháp. Cho nên thật sự có ngày nay ngồi tiếc lắm. Rồi lại hồi đó mình đâu có nghĩ rằng mình có cái duyên đi xuất ngoại đâu, mà học tiếng Anh hay là học vi tính. Hoàn toàn khi cái ngày tôi qua tới Mỹ này, thấy Phật tử thấy tôi buồn, cho tôi cái máy vi tính cũ. Mà thật chất cái máy vi tính cũ, cái máy bàn của tôi rất là cũ kỹ, mà tôi xài tới ngày hôm nay tôi vẫn trân trọng. Rồi bây giờ cái màn hình mà tôi đang trực tiếp tôi giảng cho các vị coi đây á, là cái dạng trên diễn đàn này, là cái máy vi tính mà khi tôi qua bên Texas, Phật tử họ
cũng thấy tôi cần xài, họ gom lại 300 bạc đó mà mua cho tôi cái máy 300 bạc tôi xài vậy mà tôi rất trân trọng nha. Đó, thành ra còn những buổi tôi giảng bên ngoài á, ở ngoài chánh điện hay là đi giảng cái này kia thì tôi sử dụng qua cái điện thoại, và điện thoại cũ này cũng mua 300 bạc đó mà. Tôi nói chân thành các vị. Vậy mà tôi rất vui mừng. Rất vui mừng là ít nhiều góp phần. Chứ còn tôi hoàn toàn tôi không có mua dùng những cái cục đài, tôi không có gì sang trọng hết. Mà vậy mà mình cũng không bằng lòng thì cũng phải bằng lòng, không bằng lòng cũng phải bằng lòng với cái phước của mình nó như vậy mà. Cho nên cái máy vi tính bàn á, là ngồi gõ lọc cọc là tự mò mẫm từ khi mà qua Mỹ mấy tháng, Phật tử nó thấy buồn đem về có máy vi tính tập cho gõ, họ họ đâu có thời gian họ dạy, thành ra tới bây giờ tôi vẫn gõ hai ngón rất là khó khăn, nhưng mà gõ riết là nó cũng quen. Chứ đúng là người ta gõ quen, người ta gõ 10 ngón tay ta cọc, nhưng mà bây giờ hai ngón này chứ 10 ngón mà gõ nhanh chưa chắc gì gõ lại tôi đó nghe. Là tôi gõ quá nhiều rồi. Tới cái máy vi tính, cái máy bây giờ ngồi mà thâu đây nè, ghi hình để cho các vị cũng vậy, là cái máy cũ người ta sửa lại ta bán rồi, Phật tử ở Texas mua cho 300 bạc đó. Nhưng mà nếu hiểu ra thì những người mà cúng dường như vậy á, thì tôi nói thật sự là mới có phước. Có phước là gì? Là làm được cái điều lợi ích cho người khác. Ví dụ như cái máy 300 bạc, mà từ hồi mà tôi nhận cái máy 300 này từ khi bên Texas cho tới bây giờ, các vị biết là thâu không biết bao nhiêu bài giảng. Mà nếu một bài giảng mà đem lại cái sự an lạc cho người đó, thì thưa thật các vị là gọi là muôn vàng thước ngọc. Thành ra 300 này, cái máy này nó không là giá trị gì so lại cái máy tân thời, nhưng mà ngược lại cái máy này là bây giờ là muôn vàng thước ngọc. Tôi nói như vậy để có niềm an ủi cho tôi là hoàn cảnh nào tôi cũng cố gắng để trình bày, để giải thích, để xuyển dương Phật pháp. Bây giờ hôm nay tôi và chư huynh đệ đi vào một cái chương mà tôi cho rằng cái chương này gọi là long trời lở đất. Và dường như cái chương này là nếu những ai mà có cái tâm cầu học hổm rày đó, thì dường như chờ đợi để khi tới cái chương Bồ Tát này giải thích cái gì để minh chứng cho những người có cái tư tưởng tiểu thừa nhỏ bé, để họ đừng có quan niệm sai lầm là kinh Tạng Đại Thừa là ngụy đạo, ngụy tạo, là tà giáo. Thưa với các vị rằng nếu không có kinh Tạng Đại Thừa, tôi khẳng định một điều mạnh mẽ mà hiển nhiên tôi xin phép, đây là cái ý thiển cận của tôi, nếu không có kinh Tạng Đại Thừa phát triển như thế này, Phật giáo dẹp từ khuya rồi. Không phải mình nghĩ mình theo Đại Thừa Phật giáo rồi mình đi mình đi chà đạp người khác, không có, chê bai tiểu thừa không có. Nhưng mà sở dĩ kinh Tạng Đại Thừa để phân tích, để chia sẻ, để xiển dương cái pháp thân Phật, bởi vì sự ra đời giáo hóa của Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Phật là một cái mô hình, một cái biểu trưng, một cái con người thật của lịch sử. 49 năm theo kinh tư tưởng Bắc truyền, 45 năm theo kinh Tạng Nam truyền, hay là nói chung là cái lịch sử thật, thì 45 năm đó Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta giáo hóa chỉ nhằm giúp cho con người giải thoát.
Còn cái phần mà để xiển dương cái tư tưởng của Đức Thích Ca Mâu Ni để giúp cho con người giác ngộ là đòi hỏi cái sự dày công hạn mã của chư lịch đại tổ sư. Tôi xin nhắc kỹ cho các vị vậy. Và tôi xin đánh mạnh, ngày hôm nay tôi mạnh bạo là tôi tuyên bố với tất cả những ai mà chấp mắt cái tư tưởng tiểu thừa, đừng có dại dột, đừng có sai lầm để rồi gọi là gà nhà bôi mặt đấu nhau. Mà có lần trong kinh Bách Vụ, Đức Phật cũng đã từng ví dụ rằng có hai thằng đầy tớ nó hầu hạ một ông nhà giàu, nhưng mà ông nhà giàu đó bị liệt cái đôi chân, mới mướn hai anh đầy tớ. Mình nói theo cái kiểu cải lương đó là thằng Tí thằng Sủ đi. Thằng Tí thằng Sủ về để nó có cái việc phục dịch hầu hạ cho ông chủ nhà giàu đó. Nhưng mà đã là cái phân tôi đòi tôi tớ mà vẫn còn cái tâm ganh tị hèn mọn, cho nên thằng Tí thằng Sủ hai thằng nó mới chia ra. Thằng Tí thì bây giờ có nhiệm vụ là giúp cho cái chân phải, thằng Sủ thì nhiệm vụ là giúp cái chân trái. Hai thằng chia ra thì mỗi thằng lo một cái chân cho ông chủ. Ngày hôm đó thằng Tí nó không có nhà, thằng Sủ nó lo cái chân trái, nó nhìn cái chân phải nó đem lòng ganh tị, cho nên nó ghét thằng Tí, mà nó lấy cái cục đá nó đập nát cái giò phải của ông chủ. Thằng Tí nó về, nó thấy cái giò phải của nó hầu hạ hàng ngày bị nát vậy, nó ghét, nó lấy cây nó đập lại cho nát cái chân trái. Như vậy hai thằng vì tỷ hiềm, vì hèn mọn như vậy nhưng mà vô tình làm nát cả đôi chân của ông trưởng giả, ông chủ nhà giàu có kia. Đối với giáo lý nhà Phật, nếu hai thằng, tôi nói xin lỗi, tôi nói theo kiểu ngang tàng, hai thằng tiểu thừa, đại thừa, mà hai thằng này mà không rõ ràng, không dung hòa với nhau thì cũng không thua gì thằng Tí, thằng Sủ là vậy. Cái câu chuyện nhằm muốn nói lên vấn đề đó. Bởi vì bây giờ ngày nay anh, cái thời đại nó phát triển lên cung trăng rồi mà anh vẫn khư khư, anh gọi là nguyên thủy cái gì? Còn một anh thì tự hào mình là phát triển cái gì? Đó là hai cái vấn đề cần nói. Mà các vị cho phép tôi, dù có cho không cho gì, tôi cũng mạnh bạo tuyên lưu cái chánh nghĩa. Bởi vì tôi phải nói các vị là tôi đã lỡ chấp nhận hy sinh mình là một cái tới ngang tàn giang hồ của Phật giáo rồi. Tối hôm qua tôi có tâm sự với Phật tử ở Bổng Tự tôi đây. Tôi nói nếu cái ngày nào mà tôi nói hiền hậu thì coi như ngày đó tôi sắp chết rồi đó thưa các vị. Dù là ngày nay cái tuổi đời ngoài 40, nhưng mà so lại với thế gian thì cái tuổi này nó còn hào khí mà, nó còn sung mà, thì cho tôi nói chứ. Chứ còn mà tu mà để mũ mỉ chấp trong một cái khuôn nào đó, để rồi liêm diêm, để cầm chuỗi, để từng quy nghi tới hạnh, thì tôi thưa các vị là nếu cái tuổi tôi mà tôi làm như điều đó thì coi như tôi sắp chết rồi đó. Còn bây giờ đang hào khí, đang sung mãn để rồi xuyển dương chánh pháp thì các vị cảm thông. Thành ra tôi cũng nhắc một lần nữa là huynh đệ nào mà chấp nhận bằng lòng với cái tánh khí của tôi như vậy thì nên phát tâm cùng với cái diễn đàn, cùng với tôi để mà tiếp tục cái sự nghiệp giáo lý chân như này. Còn nếu không đồng ý thì nên tách thuyền sang bến khác để rồi gặp gỡ, để rồi gần gũi, để rồi thân cận cái thầy nào mà các vị cho là vừa lòng đắc ý. Còn đối với ông thầy này là bây giờ chấp nhận lỡ rồi, bằng lòng rồi, đi con đường mạnh bạo, đánh đông dẹp bắc, phá tà hiển chánh, thì bây giờ tôi phải như vậy thôi. Tôi nói thật các vị, bây giờ cái chương bữa nay là cái chương thứ tư, là bắt đầu qua cái chương Bồ Tát.
Cái chương này bây giờ là phải cần nói rõ hai chữ Bồ Tát. Xưa nay á, thì thông thường chúng ta hiểu Bồ Tát thì lớn hơn Thinh Văn. Thật chất, nói là Bồ Tát lớn Thinh Văn là nói theo cái quan niệm thông thường thôi. Chứ còn nếu hiểu, hiểu rõ, hiểu cho rành mạch rồi, thì Bồ Tát là những ai phát tâm đi trên con đường Bồ Đề vô thượng, đi trên con đường giác ngộ thì gọi là Bồ Tát. Vì vậy đối với Bồ Tát xưa kia của Ngài Cư Ma La Thập, dịch cái chữ Bồ Tát có nghĩa là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Sau này tân dịch của Ngài Pháp Sư Huyền Trang thì chữ Bồ Tát có nghĩa là tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Thì bây giờ tôi xin phép là hai nghĩa, nghĩa nào cũng hay hết. Cái nghĩa mà của cụ dịch của Ngài Cư Ma La Thập Pháp Sư dịch là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh thì dường như nó bao quát. Nhưng mà nếu không khéo, không phân tích kỹ thì các vị lại thấy có thể rằng khó tâm đắc hơn. Nhưng mà tôi thì lại tôi tâm đắc cái nghĩa của Ngài Cư Ma La Thập dịch. Còn tân dịch là tự lợi, lợi tha, tự giác, giác tha. Nói về Bồ Tát thì có hai việc cần làm. Một là tự lợi, là cái vị nào học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Một chúng sanh khởi nên ý niệm cầu giải thoát giác ngộ thì gọi là hữu tình giác. Cho nên Bồ Tát còn gọi là hữu tình giác hay là giác hữu tình. Cho nên Bồ Tát, cái nghĩa thứ nhất là gọi là hữu tình giác hay gọi là tự lợi, là cái người nào mà phát cái tâm học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp và khởi lên một cái ý niệm cầu giải thoát giác ngộ thì người đó gọi là hữu tình giác. Còn cái việc thứ hai là giác tha hay là lợi tha, là những ai đem cái việc tu học, cái việc tu đó, việc học đó rồi hướng dẫn cho người khác, hoặc là in kinh điển, hoặc là viết ra kinh điển, sách vở, hoặc động viên người khác tu học chánh pháp thì gọi là giác hữu tình. Thậm chí các vị không có điều kiện viết kinh, không có điều kiện giảng kinh thì góp phần vô để rồi phụng dưỡng cái việc in ấn kinh sách, hoặc giả là giúp đỡ cho các vị pháp sư, giảng sư có phương tiện để hoằng pháp thì đó cũng là một phần dự phần trong cái phần gọi là giác hữu tình. Thì cũng gọi là Bồ Tát. Cho nên nhân dịp học chương này để khẳng định lời nói và quan niệm xưa nay rằng Bồ Tát lớn hơn Thinh Văn là hoàn toàn quan niệm đó là chưa hiểu gì mấy về Đạo Phật. Chúng ta phải nhớ Bồ Tát có hai loại là Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia. Mặc dầu chia ra làm hai như vậy nhưng chung quy ở chỗ rằng làm lợi ích cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh thì gọi là Bồ Tát. Từ quan niệm này đến chư tiền bối lịch đại tổ sư có mới nói ra một câu rằng là Phật dạy có 84.000 pháp môn, hay nói cách khác là 84.000 hạnh. Sở dĩ câu này ra đời là nhằm khuyến nhắc Phật tử pháp môn bất cứ làm cái gì, mình có quyền thiên biến vạn hóa, tu kiểu gì, làm kiểu nào cũng được, miễn là cốt lõi không lệch mục tiêu là làm lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Cho nên một khi hiểu đúng và sống đúng với tinh thần thì được gọi một cụm từ là Bồ Tát hạnh, hay là Bồ Tát tâm, hay là Bồ Tát đạo. Như vậy tôi khẳng định lại cái câu nói xưa nay rằng Phật có 84.000 pháp môn đúng mà cũng không đúng. Đúng là vì ý của lịch đại tổ sư muốn chia sẻ, muốn nhắc nhở rằng 84.000 pháp môn ở đây có nghĩa là 84.000 cái công hạnh, 84.000 cái hạnh. Mình tu cái gì, mình làm cái gì, mình thiên biến vạn hóa cỡ nào mà mình đem lại cái sự lợi lạc cho mình, cho người, cho chúng sanh thì đó là pháp môn tu hành. Còn nếu Phật mở miệng nói rằng từ Phật nói rằng Phật nói là ta có 84.000 pháp môn, hoàn toàn không phải Phật nói. Nhưng ý tổ nói không sai ý Phật.
Để thôi rồi cái đám mà tu tịnh độ mà tôi cho là tu tịnh độ ba vố đó, thì nó cứ nó mở miệng là Phật có 84.000 pháp môn, Phật có 84.000 pháp môn. Rồi cái đám tiểu thừa, nguyên thủy, cái đám mà gọi là tư tưởng hẹp hòi ích kỷ đó, thì nó cho rằng là lời đó là ngụy tạo. Thì bây giờ mình phải giải thích như thế nào? Tôi nói vậy các vị rõ rồi chứ. Tôi xin phép tôi hỏi cái câu đó để cho tôi nhấn mạnh. Rõ rồi. 84 chữ 84.000 pháp môn từ đâu mà có? Từ các vị tiền bối muốn nói rằng đã là phát tâm tu hành, đã là phát tâm hướng đến con đường Bồ Đề giải thoát giác ngộ, thì bất cứ làm cái việc gì, nói việc gì, nghĩ việc gì, miễn đem lại cái sự lợi mình, lợi người, lợi chúng sanh, thì gọi là Bồ Tát, gọi là pháp môn tu hành. Phật trời ơi, tôi giảng được mấy cái điều này rồi đó, tôi nói thật các vị là tôi mừng, tôi có quyền mừng, tôi có quyền tự hào vô số kể. Tôi biết bây giờ có một số nó muốn phá mồm tôi đó. Mà bây giờ tôi nói thật các vị, thì bây giờ ai cần mời tôi đi giảng thì tôi đi giảng chơi vậy thôi. Không thì bây giờ tôi ở nhà tôi nói vậy nè, quý vị nào nghe có duyên thì nghe cũng được. Khỏi cần phá mồm. Có những cái huynh đệ nó ngang với tôi mà nó muốn phá mồm tôi. Ví dụ như những trường hạ mời tôi giảng, cái là coi như nó muốn phá mồm trước rồi đó. Nó nói là bây giờ coi như là cái ông thầy đó ông ngang với mình, mà không lẽ mình ngồi mình nghe ông giảng. Trời Phật ơi, tu hành mà quan niệm như vậy đó thì làm sao để cầu tiến được. Cống cao ngã mạn, tự hào. Trong khi trong luật có nói câu là sa di thiết pháp sa môn thính. Cho nên tôi nói thật các vị là giờ tôi cũng không cần. Thành ra bây giờ tôi nói chơi vậy, tôi cũng có lời nhắn nhủ cho chư huynh đệ trẻ, nhất là ở Hoa Kỳ này. Đừng có dại dột, đừng có ngu si để cúi đầu nô lệ cho mấy cái đồng tiền, mấy cái vật chất nhỏ nhen ích kỷ mà không cầu học để mà cho nó thăng hoa thăng tiến trên con đường giải thoát giác ngộ. Bây giờ này tôi không có ngại gì mà tôi không ngẩng đầu lên nữa. Đi đâu gặp với thầy tôi cũng khép nép. Tôi cũng cố tâm để mà tôi cung kính. Nhưng mà cung kính quá nó cũng xem thường. Bởi vì cứ nghĩ rằng là mình sợ hãi cái gì đó. Thật sự bây giờ đối với tôi cái ăn mặc ở ngủ ỉa của tôi là coi như tôi không sợ mấy thầy chơi tôi đâu. Thật sự là không dư mà cũng không thiếu đâu. Sống biết thiểu dục tri túc rồi. Và tôi cũng tuyên bố với mọi người rằng tôi không có ham cái chức quyền, cái chùa to Phật bự nữa rồi. Tôi đã chấp nhận công danh tùy phận sự nghiệp vô cầu rồi. Thì đừng có sợ sệt mà ganh tị, mà tị hiềm, mà ích kỷ, mà nhỏ nhen. Thành ra tôi nói thật. Cho nên bây giờ tôi nói cho huynh đệ là tôi cũng chưa có chịu mà cúi đầu mà hạ mình mà nói những lời nói ngọt ngào đâu. Bởi vì tôi còn hào khí xung thiên mà. Thì tôi nói vậy, ai bằng lòng nghe, ai chấp nhận nghe là điều nghe, còn không chấp nhận thì cũng chẳng có sao. Còn tôi nói như vậy, không phải tôi cốt đi lợi tôi cái gì, mà tôi cũng không hề phá nồi cơm của ai, mà tôi cũng chẳng có phải để cho mình show up, mình đưa mình lên đâu. Cho nên tôi nói thật các vị là học Đại Thừa Phật Giáo nó đá cái đầu dữ lắm. Nói cái câu mà 84.000 pháp môn đó. Tôi đi tìm hiểu muốn chết tôi. Tôi tư duy quán chiếu để mà tại sao mà có cái chữ 84.000 pháp môn. Phật nói ư? Hoàn toàn Phật không nói. Phật không có nói bao giờ mà Phật mở miệng không nói ta có pháp môn này, ta có pháp môn kia hết trơn á. Vì tất cả các lời của Phật dạy nó ví như là trăm ngọn, trăm con sông chảy về biển cả, nó đều là một vị mặn mà. Dầu là nước ngọt cỡ nào, nước đục cỡ nào, nước dơ cỡ nào, nước mặn cái gì đi chăng nữa, nước lạc, nước lớ gì, nhưng mà hãy đổ tới biển cả là vị mặn. Thì tất cả những lời của Phật dạy xưa nay Phật không có chia chẻ, mà lời nói nào cũng có một vị là vị giải thoát mà thôi. Thì như vậy làm gì mà Phật mở miệng 84.000 pháp môn?
Nhưng mà từ cái tâm ý, cái dụng ý, cái mục tiêu của Đức Phật thì chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư sở dĩ muốn nói rằng rằng nếu những ai làm được bất cứ việc gì mà đem lại, dầu tu kiểu nào, dầu nói kiểu nào, dầu hành động kiểu nào, mà hãy đem lại cái sự an vui lợi ích, đem lại cái tinh thần an lạc cho người, cho mình, cho chúng sanh, thì như vậy thì đó là pháp môn tu hành của Phật dạy. Cho nên nói đến đây thì tôi cũng xin nhắc thêm cái cụm từ, cái từ mà Tam A Tăng Kỳ Kiếp. Trời ơi, tôi rối cái đầu vì cái kim từ này nè các vị. Mà rồi cũng có một cái tên mà tôi không biết cái tên nào, nó từng vô nó comment, nó hỏi tôi rằng là Phật nói hồi nào mà Phật trải qua ba tăng kỳ kiếp. Mà lúc đó tôi ngu quá đi. Lúc đó tôi trả lời không được. Rồi sau này tôi mới tìm hiểu cái tên này, nó là cái thuộc thành phần gọi là tiểu thừa đó. Tôi xin phép các vị là tôi không chê tiểu thừa. Nhưng mà tiểu thừa ở đây là tôi muốn nói cái tư tưởng nhỏ bé thơ ngây khờ dại, tiểu tiết. Bởi vì á là xưa nay á thì mình nghe cái câu mà trong khuya nào cũng tụng á, tán lễ Thích Tôn vô thượng năng nhân, tăng kỳ cửu viễn tu nhân, vân 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 vân. Nghe nói vậy nó trời ơi, vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình nó trải qua ba tăng kỳ kiếp, cửu viễn là nó lâu xa để tu cái nhân đó. Nhưng mà bữa nay tôi tìm hiểu, tôi tư duy cả mấy chục năm trường. Bữa nay tôi nói cho các vị nghe cái chữ Tam A Tăng Kỳ Kiếp. Cái vị nào muốn thành tựu Phật vị đó, gọi là địa vị Phật, hay là gọi trở về với cái con đường vô thượng Bồ Đề, giải thoát hoàn toàn giác ngộ 100%, thì vị đó phải trải qua ba tăng kỳ kiếp. Nghe, ba tăng kỳ kiếp nó lớn lắm. Bởi vì một kiếp là bao nhiêu triệu năm, rồi bao nhiêu kiếp nó trở thành một 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 tiểu kiếp, rồi bao nhiêu tiểu kiếp nó mới trở thành một trung kiếp, rồi bao nhiêu trung kiếp nó trở thành một đại kiếp, rồi bao nhiêu đại kiếp nó trở thành một A Tăng Kỳ Kiếp. Nếu mà ngồi đó mà quan niệm mà chia sẻ như vậy, trời đất ơi, nó điên cái đầu. Và không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của mình không bao giờ tới đó được. Tôi nói thật các vị. Nhưng mà một khi mà phải học như vậy, phải hiểu như vậy đi, rồi cuối cùng rồi đó, khi học rồi, hiểu rồi, rồi đúc kết trở lại, rồi cái mình cười, cười thôi, cười thôi. Nghe nó lâu xa như vậy, nhưng mà nó gần nhau trong tất cả. Giống như á, mình chưa hiểu đạo, mình chưa học đạo, mình chưa sống với đạo, thì mình thấy từ cái thế giới ta bà mà nó tới cái thế giới Tây phương cực lạc nào đó, nó xa xôi dịu dợi. Nhưng mà hiểu rồi đó thì từ cái bàn tay úp như vậy lật ngược trở lại như vậy, bàn tay trắng vậy, bàn tay đen lật trở lại bàn tay trắng vậy, thì từ ta bà lật sang tịnh độ. Hiểu rồi thì tịnh độ nó chỉ hiện tại kỳ tiền, nó chỉ trong cái khái ngón tay, nó chỉ trong cái nháy mắt, thì từ quế độ nó trở thành tịnh độ. Còn không hiểu rồi thì niệm muốn chết, niệm kia bằng réo gọi inh ỏi, nào là sáu chữ Di Đà, vô biệt niệm, nhất lao đàn chỉ, đáo Tây phương, rồi nào là lục tự Di Đà, nào là đủ thứ, trời đất ơi, ngồi mà niệm niệm rân trời, niệm inh ỏi, đã dẫn những niệm muốn điên cái đầu rồi, mà còn bắt loa ra ngoài sân á để cho người ta, cho xung quanh người ta niệm, mà thật sự mình làm thì có trí tuệ không? Có nhiều cái chùa đó niệm Phật nó bắt loa ra inh ỏi ngoài sân, rồi á phải kêu cái chính quyền, kêu công an tới để dẹp, để gỡ cái loa đó. Mà nếu chính quyền công an tới mà gỡ cái loa đó thì đổ thừa là đàn áp tôn giáo. Trời Phật ơi, mình niệm không chưa đã mà phải bắt loa ra ngoài sân để cho mọi người biết rằng ta đang niệm. Mà người ta có đồng ý không? Mà người ta không hoan hỷ, người ta không đồng ý, có nghĩa là mình đâu có làm lợi lạc cho chúng sanh đâu, mà gọi là Bồ Tát mà để về để được giáng sanh Tây phương tịnh độ chung. Tôi nói ra, tôi phơi bày ra những cái nhỏ nhặt như vậy, tại chi vậy? Để cho mình tu mình phải biết mình làm cái gì, chứ không phải mình tu rồi mình tu cái hình tướng, mình làm mình niệm rân trời đó,
có cái xác chết thôi mà nó đi nó lại nó niệm trời Phật ơi, tu kiểu gì đó mà tu làm cái gì? Đó là Đức Phật rồi, nó ngủ quẩn giai không, vậy mà có cái xác chết mà nó ngồi nó niệm 8 tiếng. Rồi chưa kể đâu nó lại cái xác chết đó nữa. Trời ơi, một ông hòa thượng, ông thượng tọa chết là biết rồi đã, người ta tu hành cả cuộc đời người ta, ta lên được hòa thượng thượng tọa là người ta biết là người ta đi về đâu rồi, mà vậy mà lại mà lại cái xác thúi đó để mà khóc nỉ non làm cái gì? Như vậy là làm cái gì? Lại như vậy để lại ra cái gì? Lại ra cái đồng tiền à? Lại để vậy lại ra cái nhân nghĩa à? Lại như vậy để ra cái gì? Cho nên tôi nói các vị, đây là tôi đang giảng cái tư tưởng liễu nghĩa đại thừa, đánh phá tất cả những cái kiến chấp sai lầm. Cho nên bây giờ tôi còn hồn xác như gì nè mà lại tôi còn không cần. Mà nếu một ngày nào đó mà lỡ mà tôi chết mà các vị thương lại thắp nhang mà lại cái xác thối đó, được cái gì? Cho nên các vị Phật tử mà nếu ai chấp nhận bằng lòng theo con đường của tôi mà chia sẻ như vậy nè, là phải di chúc khẳng định với con mình, với vợ mình, với chồng mình, hoặc giả là đàn bà tín nữ, là má chết, cha chết, không cần ai lại lục, không cho ai thắp nhang là tới để mà xá cái thay thúi. Nếu mà lỡ mà có thương á, theo cái trần gian cái chuyện mà qua lại thù tạc giảng lai đó, thì tới đó mà đứng rồi nhớ lại những cái hình ảnh nào đó đẹp của ba của má, thậm chí nhớ những cái điều mà xấu xa của ba má để có sự nguyền rủa cũng được, không cần lại cái thay thúi. Mình biết rồi, còn cái linh hồn, còn cái thân tâm như gì mà chưa hẳn là an lạc giải thoát giác ngộ thì chết rồi lại cái xác thối làm cái gì? Thành ra đây là cái điều tôi nói rất khó nghe thưa các vị, mà tôi phải nói, tôi đã chấp nhận bằng lòng hy sinh rồi. Hy sinh nói cho người ta ghét. Hy sinh nói những điều khó nghe để rồi cái người nào mà nghe được mà bằng lòng được để người ta trở về cái sự thanh thản thơ thới tâm hồn, tuyệt vời quá các vị ơi. Học đạo tôi nói tuyệt vời nó vậy đó. Chúng ta cần có những người dám xuyến dương cái đạo vậy đó, chứ đừng có ham mà nghe ông thầy ông nói cà rỡn cà tửng rồi vỗ tay bóp bóp. Cái thứ đó cũng để cho phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở thôi. Thì chùa như vậy cũng chưa có phải là gọi là truyền đăng tục diệm, mà phải là tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức đâu. Nó làm như vậy để cho nó đem cái lợi về nó, là để người ta khen nó là ông thầy chùa mũ mỹ, ông thầy chùa hiền thôi. Chứ cái thứ thầy chùa đó cũng chưa làm được cái gì mà cho người ta giải thoát giác ngộ đâu. Tôi nói như vậy không phải là tôi đụng chạm tới mấy cha thầy tu mà lập hạnh. Ai bây giờ lỡ rồi, ai nói tôi dữ tôi cũng chịu luôn, sao hết. Bởi vì khen mình hiền, mình cũng chẳng có được mập béo gì. Thậm chí là nếu lỡ mà khen hiền mà có mập thêm là khổ thêm, bây giờ mập vậy là khổ chứ làm gì, sướng ít gì. Có ai chê mà bị ốm bao giờ đâu. Cho nên tôi bây giờ tôi giải thích cho các vị biết rằng là Bồ Tát mà muốn trở về quả vị Phật là phải trải ba tăng kỳ kiếp. Tôi nói vòng vòng một hồi đó rồi bắt đầu tôi tạm thời tôi vô cái vấn đề mà ông Di Lặc Bồ Tát cho các vị nghe. Cái bước một còn gọi là đệ nhất A Tăng kỳ kiếp là tiến trình tu tập phải trải qua 40 việc. Một là thập tính, hai là thập hạnh, ba là thập trụ, bốn là thập hồi hướng. Được gọi là Bồ Tát Địa Tiền. Địa Tiền là Bồ Tát đứng ở bên ngoài nhìn vào, chưa có bước vào thập địa bên trong. Như hiện nay những ai mà phát tâm tu học và tu hiền thì đều gọi là Bồ Tát Địa Tiền. Sẵn đây tôi có tóm gọn lại, copy lại, soạn lục lại 40 cái địa vị, cái sự tiến trình tu tập của Bồ Tát Địa Tiền này. Cho nên có những vị ăn cơm của Đại Thừa, ăn cơm của Ba Gia Ba Tánh,
ăn ngày ba bữa, thọ tiền thọ của người ta nhiều, mà nói chuyện trên trời không á, biểu nói 10 cái thập tính nó không được, nói 10 cái thập trụ, 10 thập hồi hướng, 10 thập hạnh không biết, thì như vậy anh tu cái gì? Bên Nam Truyền nó không chấp nhận cái điều này, bởi vì bên Nam Truyền á họ chỉ tu theo cái kiểu gọi là tiểu thừa Phật giáo, thì họ tu theo cái kiểu để khuyên mọi người giải thoát cái ăn mặc ở ngũ uể thôi. Còn bên cái nhà Phật giáo Bắc Truyền này đó là dạy cái tiến trình tu đàng hoàng à, dạy tiến trình tu mà tu nó có phải từng bước đàng hoàng. Ngoài cái chuyện vượt qua khỏi cái ăn mặc ở ngũ uể rồi, còn phải đào tạo bồi dưỡng cái trí tuệ này để cho giải thoát giác ngộ, để mà làm cái việc lợi ích chúng sanh. Thì như vậy mà nếu anh mà anh tu đại thừa mà anh không thuộc 52 cái địa vị tu chứng thì anh dẹp đi. Anh ăn cơm của ba gia ba tánh ngày ba buổi, thậm chí bốn buổi, năm buổi. Làm thầy chùa như vậy, như vậy có xứng đáng là thầy chùa không? Tôi nói như vậy là tôi biết là tôi khiêu gợi chiến tranh, nhưng mà tôi phải nói. Bởi vì anh không biết đường đi nước bước thì anh dẫn ai đi chứ? Anh lờ mờ lạng quạng thì anh dẫn ai? Khác nào một thằng đuôi dẫn một đàn mù hay sao? Anh tu mà anh không trải qua địa vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, thì vậy thì anh tu để cầu thành Phật là thành Phật nào? Phật gì? Cho nên bữa nay là tôi nhấn mạnh cái chỗ mà Bồ Tát này. Bởi vì đây là cái tinh thần trách nhiệm bổn phận của người Đại Thừa Phật Giáo. Phải làm sao phải xiển dương mạnh mẽ để cho người ta biết được ý thức tu hành. Cái người tu đã gọi là Bồ Tát, thì như tôi đã xin khẳng định lại một lần nữa, không phải là chừng nào mà coi như là gần sắp thành Phật mới gọi là Bồ Tát, lớn hơn thinh văn mới gọi là Bồ Tát. Khẳng định một lần nữa là Bồ Tát là đối với tất cả chúng sanh. Nếu ai mà phát khởi cái lòng Bồ Đề, nghĩ tới cái vấn đề an vui lợi ích cho trần đời, cho mình, cho người, cho chúng sanh, thì gọi là Bồ Tát. Chứ không phải chờ mà tu hành mà lại ngày lại đêm, chờ tới ngày vía Quan Âm lại 500 lại, mỗi ngày lại 1000 lại, mỗi ngày phải ăn chay ăn lạc, mòn răng ăn cho hết hủ tương, cho cạn hủ chao, không phải ngồi gõ mỏ cho mòn cái mỏ, gõ chuông cho bể cái chuông, tụng kinh cho mòn kinh mới gọi là Bồ Tát. Mà Bồ Tát là cái người sơ khởi phát tâm lành thì bắt đầu gọi là Bồ Tát. Rồi tôi biết học cái này khó nghe lắm. Tôi biết là nói vậy là hồi nãy giờ có nhiều kẻ tắt máy đi ngủ rồi đó. nghe cái ông thầy gì mà ông chửi, trời đất ơi, ông cha thầy chùa gì mà ông chửi dữ vậy, nghe làm gì. Tôi biết là tắt máy nhiều lắm rồi, unfan lỗi ra nhiều lắm, mà bây giờ tôi cần lỗi thiệt đó nghe. Tôi xin lỗi các vị là một ngày như vậy là tôi ít nhất tôi lỗi cũng là 5-10 mạng đó. Bởi vì có những người nó vô nó quảng cáo, nó kết bạn tôi làm gì. Mà bây giờ có những người cần muốn vô nghe đạo, cho nên tôi phải ai mà tôi thấy cái trang nào mà share hoặc là đang quảng cáo là tôi lội ra ngay. Đừng có buồn, anh vô anh không học đạo thì đừng làm bạn với tôi, bởi vì cái trang của tôi là trang học đạo. Cho nên một tuần như vậy tôi có thể là unfriend ra khoảng chừng 50 cho tới 100 người để cho những người học đạo ta vô, bởi vì cái trang nó đầy liên tục, nó không cho quá 5 người, quá 5.000 người. Cho nên bây giờ tôi không biết là những ai còn ai mà tôi biết được, tôi phát hiện ra được là tôi unfriend liền để cho những người mới họ vô học đạo. Cho nên tôi rất cần, tôi xin tha thiết những ai mà không có duyên chấp nhận bằng lòng cho cái uy nghi cử chỉ lời nói mạnh bạo của tôi, xin hoan hỷ làm ơn unfriend ra giùm tôi, để cho người khác họ vô, để họ được cái người có duyên họ vô. Bởi vì mỗi người nó có cái quyến thuộc. Những ai mà thích mạnh bạo, những ai mà thích thẳng thắn thì mới chấp nhận lời nói của tôi, thì họ vô họ làm bạn với tôi.
Còn các vị mà có phát tâm mà tu hiền, tu quay nghi, tu tu lập hạnh thì làm ơn unfriend, làm ơn đừng làm bạn nữa để cho người khác họ vô dùm tôi. Tôi tha thiết, tôi gian xin điều đó. Còn nếu đã bằng lòng rồi thì y pháp bất y nhân. Quan trọng nghe những gì để mình tư duy, mình nó có sự an lạc, có sự học hỏi. Còn không học tập được, không an lạc được, đừng làm bạn với cái ông bất dị này. Ai mà còn nặng nề về ăn mặc ở ngũ ỉa, còn mà nặng nề về chùa chiền, về danh vọng, về địa vị, về chấp chặt, thì làm ơn rút ra khỏi cái diễn đàn này. Diễn đàn này là phải mạnh bạo, thậm chí thô bạo để mà truyền đăng tục nhiệm, tiếp dẫn hậu lai, độ những người có duyên. Bây giờ tôi nhắc trở lại, nếu một người tu hành mà không biết cái tiến trình tu tập, không hiểu chữ Bồ Tát là gì, thì đừng có mệnh danh là Phật giáo Đại Thừa. Mà là Bồ Tát thì tôi xin thưa là nó có hai cái dạng, một là Bồ Tát Địa Tiền, hai là Bồ Tát Đăng Địa. Bồ Tát Địa Tiền là cái vị đó phải trải qua 40 cái tiến trình tu tập. Mà cái Bồ Tát đó coi như là Địa Tiền, là cái người mới đứng hàng ngoài hàng rào để nhìn vào cái bên trong, mà để phát khởi, để cố gắng, để mà len lỏi vào bên trong cái mảnh đất của hiền thánh, gọi là Đăng Địa Bồ Tát. Còn Địa Tiền là người mới tu hiền, mới cố gắng tìm cách để được vào cái nhà Đăng Địa mà thôi, thì gọi là Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Mà Bồ Tát Địa Tiền thì phải trải qua 40 cái ngạch. Trải qua được 40 cái ngạch đó rồi thì mới Đăng Địa, mới lên được cái ngôi vị gọi là Bồ Tát Đăng Địa Bồ Tát. Thì Bồ Tát Địa Tiền trải qua 40 cái gì? Một là thập tính. Thập tính là 10 cái thứ, là 10 cái đích tu hành ban sơ của Bồ Tát Tính Tâm. Thập tính này là 10 địa vị trong 52 địa vị tu chứng của Bồ Tát, gọi là đẳng giác, diệu giác, là thành Phật đó. Một là tính tâm, là người đó phải có lòng tin vững chắc nơi giáo pháp Đại Thừa. Bởi vì giáo pháp Đại Thừa nó nhằm đưa cho con người tới cái chỗ siêu việt, nhằm đưa cho con người tu mà vô tu, chứng mà vô chứng, hành mà vô hành. Còn cái thứ mà tu để thấy mình tu thì còn tu con khỉ khô gì. Nó hay ở chỗ nó siêu việt, ở chỗ kinh Đại Thừa chỗ đó. Cái chỗ mà tu mà thấy mình tu là mới có gọi là cái bước ban đầu, là sửa thôi. Là tại vì mình quá nhiều cái sai lầm, quá nhiều cái ngang trái, quá nhiều cái khổ sở, cho nên bữa nay mình phải gọi là tu, mình phải gọi là ăn chay, niệm Phật, lại Phật, cầu nguyện giáng sinh, làm lành lánh dữ, thì cái đó gọi là tu. Tu gọi là tu sửa những cái sai để trở thành những cái đúng. Rồi bước đầu như vậy, rồi bước thứ hai của tu á, là trao dồi. Bây giờ mình lưu ý rồi, mình phát tâm ăn chay rồi, mình phát tâm cúng dường rồi, không lẽ rồi nhiêu vậy à? Phải trao dồi, phải học tập giáo lý. Phải học giáo lý để mà rồi thực hành. Giáo lý đó thì tu đó gọi là trao dồi. Nhưng mà sửa rồi, trao dồi rồi, bây giờ trở thành con người, nó an lành, nó thơ thới, nó tự tại, nó giải thoát giác ngộ rồi, thì cái chữ tu đó nó trở thành gọi là xứng tánh, gọi là tùy thuận, chứ có con khỉ khô gì đâu gọi là tu. Vì vậy mà tới chừng đó thì gọi là tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, hành vô hành hành, không có thấy mình tu gì hết mới gọi là tu. Còn mình thấy mình tu, cho nên vì vậy mà tu cái kiểu mà tu cà chớn. Vì mình thấy mình tu cho nên hãy ai làm bậy là mình cảm thấy mình khó chịu. Rồi mình đi chê bai, mình đi chỉ trích, mình đi công kích, mà thật chất mình không ra đám ôn, đám đế gì hết trơn. Có nhiều cái tên á, hồi nhỏ nó đá cá lăn dưa, nó đầu trộm đuôi cướp, nó bạc tình,
nó bạc nghĩa, bây giờ nó già rồi, cái nó bộ nó tu hiền, cái nó thấy cái đám trẻ này nè, lỡ sai phạm cái gì một cái thôi á, là nó đem nó nói không còn cái đám ôn gì. Nhưng mà thực chất nó quên rằng hồi cái thở nó bằng như vậy nè, nó làm được cái gì cho trần đời. Tôi nói đó là tôi nói tăng cũng như tục. Hồi nhỏ cỡ chừng 20, 30, 40, nó đá cá lăng dưa, nó đầu trộm đuôi cướp, nó hỗn hào với cha mẹ, nó gạt gẫm con gái người ta, nó làm những điều thất nhân ác đức như vậy. Cái tuổi đó nó làm vậy mà bây giờ nó già, nó ăn năn, nó hối cải rồi. Vậy mà ai mà cái tuổi mà còn nhỏ mà làm cái gì sai lầm, cái là nó đem nó chửi không còn đám ơn gì. Cái thứ đó là tu ngu. Tôi nói vậy là đụng dữ lắm mà tôi phải nói. Cho nên tôi bây giờ tôi nói cho huynh đệ là tôi phải nhìn lại. Nếu huynh đệ ngang với tôi, tuy rằng tôi nói như vậy nhưng mà tôi cảm thông lắm. Tôi cảm thông cho mấy huynh đệ còn trẻ hơn mình hoặc là ngang với mình mà chưa có rõ được cái ý chí của đạo, thậm chí còn sai lầm, còn phá giới phạm trai á, tôi hoan hỷ lắm. Nói là nói một mặt, nhưng mà thực chất mà nói, nếu mà anh đó không vào chùa tu hành, nó còn cướp của giết người, nó còn làm cỡ nào đau khổ cho trần đời nữa. Bây giờ có khi cái tuổi nó còn trẻ, nó còn hào nhoáng, nó còn vô chùa, nó còn lường gạt, nó còn kêu gọi để nó show up cái danh vọng của nó show up cái chùa to Phật bự của nó. Tuy nó như vậy nhưng mà đâu có đến đổi nào. Còn hơn mà nó ngoài đời á, nó trộm cướp, nó giết người, nó cướp của gì, nó tội lỗi cỡ nào, nó làm cho cuộc đời đau khổ cỡ nào. Cho nên tuy rằng tôi nói dữ dằn, tôi nói mạnh bạo, thậm chí coi như chửi bới, coi như chỉ trích, nhưng mà thật chất của tôi, cái lòng của tôi rất là thương chư huynh đệ. Tôi cảm thông cho chư huynh đệ. Chứ không phải mình ý mình có học ba mớ, mình lý luận được ba mớ rồi mình chà đạp thê lương người ta. Đâu phải sanh ra con người này ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài, đâu phải ai cũng như ai. Giống như cuộc đời này, nếu mà tôi nói xin lỗi, tôi có quyền tự hào, tôi kiếm được ông thiện tài thứ hai đâu phải chuyện dễ. Một kiếm một ông thiện tài mà dữ dằn ngang tàn như thế này đâu phải chuyện dễ. Thử ai làm giống ông thiện tài có làm được không? Tôi nói chơi vậy thôi, tôi nói tự hào vậy đó, chứ tôi không nói tôi giỏi nha, tôi nói tự hào kiểu ngang tàn của tôi vậy, các vị thử nghĩ coi. Cho nên các vị phải ráng ráng mà vận dụng cái tư tưởng của mình đó. Thì bây giờ tôi không có thời giờ dài, tôi cũng đăng trên màn hình cái thập tính đó. Tính tâm là phải có lòng tin vững chắc nơi giáo pháp đại thừa, niệm tâm là đã có lòng tin rồi, dù trải qua bao nhiêu đời kiếp vẫn tin nhớ mãi không quên. Tinh tấn tâm là do lòng tin vững chắc nên tu tập, nên tinh tấn tu học không nài lao nhọc. Huệ tâm là có lòng tinh tấn học hỏi tu trì thì trí tuệ phát sanh. Định tâm là nhờ có huệ tâm sáng suốt nên thường chú tâm vào một cảnh. Bất thối tâm là tâm định càng nhiều thì trí càng sáng. Hộ pháp tâm là lòng tin sáng suốt, hồi hướng tâm là đem công đức tu niệm, giới tâm là giữ gìn giới hạnh trang nghiêm, vân vân. Đó phải thuộc, phải biết, phải thực hành cái tính thập tính này. Rồi thập trụ là 10 cái địa vị an trụ của Bồ Tát Đại Thừa, là tri địa trụ, là đem cái tâm trong sáng như pha lê mà an trụ. Tu hành trụ là nhờ trải qua các địa vị trước mà hiểu biết minh bạch rõ ràng, tu hành tinh tấn. Sanh quý trụ là nhờ tu hành tinh tấn mà tỏ thông mọi việc. Phương tiện cụ túc trụ là lợi tự lợi lợi tha, phương tiện đầy đủ. Chánh tâm trụ là chẳng những tướng mạo mà tâm tướng cũng đồng với chư Phật. Bất thối trụ là thân tâm hiệp thành, càng ngày càng tăng trưởng. Đồng chân trụ là an trụ trong cái tướng, đồng thanh trụ như Phật. Pháp vương tử trụ là Bồ Tát tu hành, đến bậc này thì thành bậc Pháp vương tử, là con của đấng Pháp vương, vân vân. Đó, mình phải biết. Rồi tới thập hạnh, rồi cho tới thập hồi hướng cũng như vậy. Như vậy tôi xin nói rõ rằng 40 địa vị này là 40 cái chỗ để nói rằng là Bồ Tát sơ phát tâm, gọi là Bồ Tát địa tiền. Để tóm lại, Bồ Tát là giác hữu tình, là hữu tình giác.
Nhiều khi nghe xưng tán mình là Bồ Tát thì chúng ta lại lo sợ. Thật chất, thậm chí ai có gọi mình bằng Phật cũng không sao. Miễn sao mình đừng có tự cao ngã mạn, mình đừng có tưởng mình là Phật thiệt thôi, chứ thật sự trong tâm mình, trong chất của con người mình đều có chất Phật, chất Bồ Tát cơ mà. Nếu làm sao mình đừng có tự cao tự đại, vì mình mỗi người chúng ta đều có chất Phật, chất Bồ Tát, nhưng mà mình chưa có hiển lộ, mà mình làm cái việc mới làm việc cái như cái ruồi bu hột sòi, cái là mình tưởng đâu là mình là Bồ Tát thì đó, cái thứ đó là cái thứ là đáng chê trách. Chứ còn mình biết mình trong tâm mình có Bồ Tát để mình hết lòng mình năng nổ mình làm, mà mình đừng thấy việc mình làm thì mới Bồ Tát thiệt. Cho nên tôi nói đây là có mấy cái đám gọi là hèn mọt, vừa hèn mà vừa làm con mọt, nó đóng góp cho chùa được một chút gì đó cái nó tưởng đâu nó là Bồ Tát. Nhất là mấy cái tên mà gọi là đá cá lăn dưa, đầu trộm đuôi cướp, mà làm trưởng ban trị sự, trưởng ban trị sư, hội trưởng, làm chức này chức nọ để mà thành lập chùa đó. Trời Phật ơi, nó dựng được một tượng Phật thôi thì nó cho là nó là Bồ Tát. Nó mới làm được cái hàng rào cho chùa, nó cho nó là Bồ Tát. Mà trong khi tiền đó là tiền của bá gia bá tánh, nó chỉ bỏ ăn chút xíu tâm trí bởi nó ăn không ngồi rồi mà. Cho nên tôi nói cái thứ đó là cái thứ hèn mọt, vừa hèn mà vừa mọt. Mọt là sâu dân, mọt nước. Còn Bồ Tát á, ai cũng có chất Bồ Tát trong tâm hết á. Nếu mà làm được cái gì đó cho lợi ích chúng sanh mà không nghĩ tới việc lợi ích, làm những việc kinh thiên động địa giúp cho trần đời mà không thấy mình làm, thì như vậy mới xứng đáng là Bồ Tát phát tâm. Còn làm thì đi tích lũy của bá gia bá tánh, gom tiền bá gia bá tánh rồi trích tiền đó ra để mà ăn nhậu, để mua vé máy bay. Thí dụ đi làm từ thiện, gom của bạn bè của bá gia bá tánh, gom lại 20-30 ngàn, bay về Việt Nam làm từ thiện. Rồi cái tiền bay đó phải lấy cái tiền 20 ngàn đó mua vé máy bay, thậm chí phải mướn khách sạn cho sang, cho quý phái ở. Thì cái đó là Bồ Tát ư? Cái đó là hèn mọt, sâu dân mọt nước. Còn nếu là Bồ Tát thiệt đó, là mình có khả năng, mình đi vận động huynh đệ, mình cho tiền mình đem về, mình làm từ thiện, mình giúp cho người, rồi mình ăn, mình ở, mình tiêu, mình xài, mình ở, mình ngủ, mình ía đó, là cái tiền của mình, bằng công sức của mình. Thậm chí tiền của mình mà mình còn phải biết tiết kiệm, mình phải ở cái chỗ khó khăn để mình để dành cái đồng tiền đó, mình khùng vô, mình giúp cho người ta, thì mới gọi là Bồ Tát chứ. Còn cái thứ Bồ Tát gì mà gom tiền của bá tánh rồi lấy cái tiền của bá tánh nó trích ra phần trăm để rồi mua vé máy bay, để rồi phục vụ cho ăn mặc ở ngũ ỉa sang trọng, mà gọi đi về để rồi hỉnh cái lỗ mũi lên, để rồi làm từ thiện, rồi để cho người ta coi mình là Bồ Tát. Như vậy là Bồ Tát gì? Cho nên tôi nói các vị rằng đối với đạo Phật chúng tôi rất rõ ràng, chứ không phải đạo Phật cái kiểu cà chớn cà cháo dạy cho con người cà chớn cà cháo. Tuy nhiên thì ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, ở đâu cũng có người hiền, ở đâu cũng có kẻ điên người khùng. Đó là bước thứ nhất, là Bồ Tát gọi là đệ nhất A Tăng Kỳ. Bây giờ đệ nhị A Tăng Kỳ là tiến trình tu tập phải trải qua từ bước 1 tới bước 7 của 7 địa đầu, là thập địa đó. Thập địa mà Bồ Tát mà muốn tu qua A Tăng Kỳ, nhị A Tăng Kỳ, thì phải trải qua 7 bước đầu của thập địa. Một là quan hỷ địa, là Bồ Tát đắc quả này, Bồ Tát rất quan hỷ trên đường giác ngộ. Bồ Tát đã phát Bồ Đề Tâm và thệ nguyện cứu độ tất cả chúng sanh thoát khỏi luân hồi, không còn nghĩ tới mình, bố thí mà không cầu phước, và chứng được cái tánh vô ngã của tất cả các pháp. Đó như tôi đã nói hồi nãy đó. Ngoài cái chuyện sơ phát tâm địa tiền rồi bắt đầu Bồ Tát gọi là Bồ Tát bố thí, tu hạnh bố thí, trì giới, dẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đó, thì Bồ Tát này phải trải qua bố thí mà không cầu phước, không cầu, ngoài không cầu lợi mà cũng không cầu phước nữa cơ.
Còn cái thứ mà Bồ Tát như tôi đã nói mà đi làm từ thiện mà lấy tiền của bá gia bá tánh mà để phục vụ cho mình cái chuyến đi đó, thì đó là ngoài chẳng những nó cầu lợi mà nó còn cầu danh mà nó còn cầu phước, vậy thì Bồ Tát là Bồ Tát gì? Cái Bồ Tát đó Bồ Tát đọa chứ không phải Bồ Tát đỏ nha. Còn Bồ Tát trong đạo Phật là Bồ Đề Tát Đỏa, mới nói gọn là Bồ Tát, mới dịch ra là giác hữu tình giác thì gọi là Bồ Đề Tát Đỏa. Còn mà cái Bồ Tát mà để lợi mình, để mà phục vụ cái chuyện ăn mặc ở ngủ nghỉ cho sung sướng bản thân mình mà lường gạt người ta thì Bồ Tát đọa, đọa trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh, trong Atula. Trời Phật ơi, tôi nói cái kiểu giống như chữ lộn vậy đó, là thật sự ra tôi chấp nhận, tôi một lần nữa tôi nói là tôi hy sinh. Hy sinh cho những ai mà chấp nhận nghe tôi mà chịu nổi rồi một cái là coi như con người nó nhẹ ra. Tôi nói riết mà cho cái mỏ tôi nó nhọn ra. Nhưng mà mỏ tôi đâu có nhọn. Hơi móm móm. Vậy các vị biết hải giảng như vậy đó thì nó mới nói hết cái tâm ý của cái thâm ý của kinh điển. Bồ Tát thứ hai là ly, cái địa vị mà thập địa thứ hai á là ly cấu địa, là cái người Bồ Tát này phải giữ giới và thực hành thiền định. Thứ ba là phát quang địa, là Bồ Tát chứng được quy lực vô thường, tu trì cái tâm nhẫn nhục khi gặp chướng ngại trong việc cứu độ chúng sanh. Để đạt đến cấp này thì Bồ Tát phải diệt trừ ba độc tham sân si, thực hiện tứ thiền của bốn xứ và chứng đạt lục thông. Trời, đây là mấy cái danh từ Phật học không á, mà đâu có thời giờ giải thích. Cái thứ tư là diệm huệ địa, là Bồ Tát đốt hết tất cả những quan niệm sai lầm, tu tập trí tuệ bát nhã và 37 bồ đề phần. Thứ tư là hiện tiền địa, là Bồ Tát liễu ngộ mọi pháp vô ngã, ngộ lý duyên khởi và 12 nhân duyên, chuyển hóa cái trí phân biệt thành trí bát nhã, nhận thức cái tánh không trong xứ này. Bồ Tát đã đạt đến trí tuệ Bồ Đề và thể nhập Niết Bàn thường trụ. Vì cái lòng từ bi đối với chúng sanh mà Bồ Tát lưu lại thế gian nhưng không bị sanh tử ràng buộc, đó là vô bàn ở Niết Bàn vô trụ. Và cái địa cái bước cái cuối cùng là viễn hành địa, là đạt tới cảnh giới này thì Bồ Tát đầy đủ khả năng có mọi phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Đây là giai đoạn mà Bồ Tát tùy ý xuất hiện trong một dạng bất kỳ. Thì đây là nếu ai mà tới đây á là coi như trải qua đệ nhị A Tăng kỳ kiếp. Hồi xưa mà tôi nghe nói mà trải qua một kiếp thôi là tôi nghe nó dài thâm thẳm lâu xa, vậy mà tôi học hồi xưa tôi học muốn chết luôn đó thưa các vị. Tuy nhiên giờ á, nói là nói vậy thôi chứ nếu hồi xưa không học thì bây giờ không biết gì. Hồi xưa mới vô học phải học vậy đó. Học thập trụ, thập hạnh, thập tính, thập hồi hướng, thập địa. Còn thập nguyện nữa chứ. Rồi học cái bằng rồi đẳng giác, diệu giác, có bằng học lục độ, vạn hạnh, vân vân, học lào lao, lao lao. Mà tôi xin thưa các vị là tôi là hồi xưa tôi làm biếng nha. Thật sự cũng cũng làm biếng chứ nếu mà tôi siêng chút nữa thì ngày nay trời chắc tôi giờ khi nghĩ cũng tiếc. Nhưng mà trời Phật mình nói theo kiểu nhân gian là trời Phật cho bao nhiêu hưởng nhiêu, mà nói theo kiểu 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 mà có tự thân mình đó thì mình học cái gì mình hiểu cái gì thì mình đạt cái đó. Chứ thật sự ra thì tiếc, ngồi khi ngồi tiếc. Bây giờ cái tuổi này mà không đeo kiến thì có thấy đường ở đâu mà đọc sách đọc vở. Cho nên rồi đeo một hồi rồi nó mỏi mắt rồi phải bỏ cuốn sách cuốn vở đó, tiếc hết sức tiếc cái thời tuổi trẻ của mình. Nhưng mà rồi sự việc nó qua rồi, có tiếc cũng vậy thôi. Thành ra tôi sẵn đây là tôi có lời khuyên mấy huynh đệ trẻ ráng cố gắng. Đừng có gì cái ăn mặc ở ngủ ỉa, đừng có gì cái ngôi chùa để mà cạnh tranh để danh vọng, đừng có gì cái chức quỷ viên này quỷ viên nọ mà bỏ cả một cái tiến trình còn tuổi trẻ của mình. Trẻ mà không chịu học, không chịu trau dồi thì lớn lên là gọi là tích sự diễn tường, đụng chuyện dây mặt vào tường, rồi cái hậu sanh nó hỏi không biết trả lời còn quay lại chửi nó là hậu sanh vô lễ. Đó là lời của Tổ Quy Sơn nói.
Vì vậy mà tất cả anh em mà nếu ai mà đã bước vào con đường xuất gia tu hành, chấp nhận cạo đầu mặc áo, thì phải ráng cố gắng học. Như tôi bây giờ tôi hối hận, tôi tiếc lắm, chứ không phải tôi bằng lòng đâu. Dầu là tôi nói thao thao vậy nhưng mà tôi tiếc lắm, còn những điều tôi chưa học, tôi chưa trải qua, tôi chưa hiểu biết. Sự hiểu của tôi thì tôi tự nói là mình giống như con ruồi uống giọt nước biển, tưởng đâu nước biển cạn thôi. Mình phải tự mình trách mình như vậy đó. Bây giờ bước thứ ba gọi là Đệ A Tăng Kỳ Kiếp, là tiến trình tu tập từ địa vị thứ 8 tới thứ 10 của thập địa. Là một là bất động địa, là trong giai đoạn này không còn bất kỳ cảnh ngộ gì mà làm cho Bồ Tát dao động. Công phu tu tập được thực hiện một cách vô ngại, những phiền não vi tế nhất cũng diệt trừ ở đây, thì gọi là bất động. Thiện huệ địa là trí huệ Bồ Tát viên mãn, đạt thập lực, lục thông, tứ vô sở quý, bát giải thoát, biết rõ cơ sở mọi giáo pháp và giảng dạy giáo pháp, thì gọi là thiện huệ địa. Và cuối cùng là pháp vân địa hay là pháp vũ địa, là Bồ Tát đạt tới nhất thiết trí, đại hạnh, pháp thân của Bồ Tát đã đạt tới mức viên mãn, Bồ Tát ngự trên tòa sen với vô số Bồ Tát xung quanh trong cung trời đấu xuất. Phật quả của Bồ Tát đã được chư Phật ấn chứng. Những Bồ Tát đạt cấp này thì như Di Lặc Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, đó là cái mục tiêu để bước vào chương Bồ Tát của chúng ta. Mà cái người đầu tiên là Di Lặc Bồ Tát, và nói là Đức Bồ Tát Di Lặc là ở trên cung trời đấu xuất, được Phật thọ ký đời vị lai thành Phật đây. Thì đó là ý nghĩa như thế nào, nội dung nó ra làm sao, thì chúng ta phải tiếp tục tìm hiểu. Chứ đừng có hiểu rằng ở trời đấu xích là ở đâu ở trên này, Rồi ông Di Lặc ông ở trên đó, ông chờ giờ ở trên đó, ông ngồi ông chờ đợi cái ngày nào hoa sen nó nở ra, rồi ông từ trên đó ông phóng xuống đây, ông làm Phật cũng có. Cho nên cái trời đấu xích mà quan niệm xưa nay rằng là Đức Thái Tử Tất Đạt Đa hay Đức Phật Thích Ca cũng từ trên cung trời đấu xuất xuống nhân gian này, thì xưa nay tất cả đều quan niệm như vậy. Nhưng mà quan niệm như vậy để nói lên cái ý gì? Chứ hoàn toàn không có cái cõi nào ở trên mây này gọi là trời đấu xuất. Tôi xin khẳng định điều đó để mạnh bạo nói như vậy, để rồi bắt đầu bước vào học từng bước trong cái chương Bồ Tát này. Nói tóm lại, Bồ Tát chỉ cho chủng tánh Đại Thừa. Vậy ta có quyền đặt nghi vấn rằng mình nói như vậy là mình chê bai cái chủng tánh Thinh Văn hay sao? Thì tại sao nói rằng Bồ Tát không lớn hơn Thinh Văn mà tại sao bây giờ nói như vậy? Xin trả lời, chủng tánh Đại Thừa nó khác hơn chủng tánh Thinh Văn ở chỗ là độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, làm những việc khó làm, cốt ý đem lại sự lợi lạc cho chúng sanh. Nhưng đối với Bồ Tát thì không trụ chấp, cho nên gọi là xứng tánh khởi tu, tùy thuận pháp tánh. Vì vậy mới có chương Bồ Tát trong kinh Duy Ma Kệt này. Thì xin nói lại cái các vị, kinh Đại Thừa nó ví như một cái kịch tuồng sân khấu, để nhằm hiển dương cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, để hiển dương lại cái việc lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Chứ không chỉ lợi mình mà không lợi người, không chỉ giải thoát cho mình mà không giải thoát cho người, thì chưa phải là mục tiêu chính của Phật giáo. Đó là cái điều mà bắt đầu chúng ta cùng tiếp tục vào cái ngày tiếp theo, để rồi đi vào cái người thứ nhất mà ông Phật, Đức Phật sai đi thăm ông Di Ma Cật, đó là Di Lặc Bồ Tát. Tôi và các vị sẽ gặp ngày tiếp theo. Coi như bữa nay là tôi giới thiệu rất kỹ cái chữ Bồ Tát rồi đó nghe. Tôi mong rằng chúng ta nghỉ 3-4 ngày, bởi vì mình nghỉ ngày thứ 7, ở nay thứ 7 nè, Chủ nhật thứ 2 nè. Các vị làm ơn đọc lại cái luận giải giùm cho tôi. Đọc lại luận giải cho rõ, rồi tư duy, rồi tìm hiểu, rồi quán chiếu. Bởi vì cái khả năng tôi nó có giới hạn. Tôi giới thiệu nó có giới hạn, các vị cảm thông cho tôi. Các vị cố gắng, bởi vì cái chuyện truyền đăng tục diễn, cái chuyện nói của tôi nó chỉ là giới hạn. Còn đòi hỏi cái sự giải thoát giác ngộ là ở chính mỗi các vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.